Chào mừng các em đã đến với môn vật lý của khối 10. 3 tuần học online trước, chúng ta đã học hết chương 5 và chương 6. Thì tuần này, chúng ta sẽ ôn lại, củng cố lại kiến thức và bài tập của chương 5 và chương 6. Đầu tiên là chương 5, chương chất khí. Chúng ta sẽ đi làm một số bài tập củng cố như sau. Bài tập củng cố thứ nhất là ghép cột A với cột B. Cột A, 1, đẳng nhiệt, gắn với định luật Boiler-Marriott. 2, đẳng tích, gắn với định luật Sackler. 3, đẳng áp. 4, phương trình trạng thái khí lý tưởng. Cột B gồm có A, B là hằng số V1 chia T1 bằng V2 chia T2. B, B1 nhân V1 chia T1 bằng B2 nhân V2 chia T2. C, V là hằng số B1 chia T1 bằng B2 chia T2. D, T là hằng số B1 nhân V1 bằng B2 nhân V2. Bây giờ các em hãy suy nghĩ ghép cột A với cột B. Đáp án như sau. Đẳng nhiệt có nghĩa là nhiệt độ không thay đổi. Ứng với định luật Boiler-Marriott là B1 nhân V1 bằng B2 nhân V2. Hay nói cách khác, trong quá trình đẳng nhiệt, áp suất sẽ tỷ lệ nghịch với thể tích. 2. Đẳng tích là 2C. Đẳng tích có nghĩa là thể tích không thay đổi. Định luật Sackler là B1 chia T1 bằng B2 chia T2. Hay nói cách khác, trong quá trình đẳng tích, áp suất sẽ tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 3. Đẳng áp 3A nghĩa là đẳng áp là áp suất không thay đổi. Ứng với V1 chia T1 sẽ bằng V2 chia T2. Hay nói cách khác, trong quá trình đẳng áp thì thể tích sẽ tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Cuối cùng là khi ba thông số trạng thái đều thay đổi thì ứng với phương trình trạng thái khí lý tưởng là 4B. Phương trình trạng thái khí lý tưởng có dạng B1 nhân V1 chia T1 bằng B2 nhân V2 chia T2. Và bây giờ mấy em hãy so sánh đáp án của mấy em coi đúng không ha. Bài tập củng cố thứ hai, điền từ thích hợp vào chỗ trống. 1. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không lỗi, gọi là 3 chấm. Trong hệ tọa độ BV, đường này là đường 3 chấm. 2. Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi, gọi là 3 chấm. 3. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi, gọi là 3 chấm. Trong hệ tọa độ BT, đường này là đường 3 chấm, nếu kéo dài 3 chấm. Rồi các em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Rồi, đáp án của chúng ta là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi. Nhiệt độ không đổi gọi là đẳng nhiệt, nên đường này là đường đẳng nhiệt. Trong hệ tọa độ BV, đường này gọi là đường Hilbert. 2. Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi. Áp suất không đổi gọi là đẳng áp, nên đường này gọi là đường đẳng áp. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi. Thể tích không đổi gọi là đẳng tích, nên đường này gọi là đường đẳng tích. Trong hệ tọa độ BT thì đường này là đường thẳng, nếu kéo dài sẽ đi qua góc tọa độ. Hay nói cách khác, khi một thông số không đổi thì đường đẳng quá trình sẽ biểu diễn sự biến thiên của hai thông số còn lại. Bài tập củng cố thứ ba, chọn đúng sai. 1. Lực tương tác giữa các phân tử chỉ có lực đẩy. 2.
Khí lý tưởng là chất khí, trong đó các phân tử khí được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm. 3. Quá trình biến đổi trạng thái, trong đó nhiệt độ được giữ không đổi, gọi là quá trình đẳng tích. 4. Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích, tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. 5. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, thể tích, tỷ lệ nghịch với áp suất. 6. Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất, tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Bây giờ các em hãy suy nghĩ, coi câu nào đúng, câu nào sai. Câu nào sai các em chữa lại cho đúng. Câu số 1. Lực tương tác giữa các phân tử chỉ có lực đẩy. Câu này là câu sai. Vì lực tương tác giữa các phân tử bao gồm cả lực đẩy và lực hút. Câu 2. Khí lý tưởng là chất khí, trong đó các phân tử khí được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm. Câu này là câu đúng. Đây là định nghĩa của khí lý tưởng. 3. Quá trình biến đổi trạng thái, trong đó nhiệt độ được giữ không đổi, gọi là quá trình đẳng tích. Câu này là câu sai. Nhiệt độ được giữ không đổi, gọi là quá trình đẳng nhiệt. Hoặc câu này các em cũng có thể sửa, đó là quá trình biến đổi trạng thái, trong đó thể tích được giữ không đổi, được gọi là quá trình đẳng tích. Câu số 4. Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích, tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. Câu này là câu sai. Vì trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích, tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Câu số 5. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, thể tích, tỷ lệ nghịch với áp suất. Câu này là câu đúng. Đây là định lực Boyle-Mariotte. Câu số 6. Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Câu này là câu đúng. Đây chính là định lực Shackler. Có một số lưu ý ở chương này như sau. Thứ nhất, trước khi làm bài tập, cần xác định đẳng quá trình nào. Nếu có mặt cả 3 thông số trạng thái đều thay đổi, thì đó là dạng bài tập của phương trình trạng thái khí lý tưởng. Lưu ý thứ hai, đơn vị của các thông số trạng thái ở trạng thái 1 phải giống với các thông số trạng thái ở trạng thái thứ hai. Nếu không giống nhau thì các em phải đổi về làm sao cho giống. Thứ ba, đơn vị của nhiệt độ tuyệt đối, có nghĩa là trong chương này chúng ta sử dụng nhiệt độ là nhiệt độ tuyệt đối, đơn vị là Kelvin. Nên đề mà cho độ C, các em phải đổi về độ K như sau. Muốn đổi từ độ C về độ K, mem lấy độ C, mem cộng thêm cho 273. Chúng ta có thể đi làm một số câu trắc nghiệm như sau. Câu thứ nhất, đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của lượng khí? A. Thể tích. B. Áp suất. C. Nhiệt độ. D. Khối lượng. Thì thể tích ký hiệu là V lớn, áp suất ký hiệu là B, nhiệt độ tuyệt đối ký hiệu là T lớn đều là thông số trạng thái của một lượng khí. Vậy thì chỉ có khối lượng không phải là thông số trạng thái của khí. Đáp án là đáp án D. Câu số 2. Xét các tính chất sau của phân tử vật chất theo thuyết động học. 1. Chuyển động không ngừng. 2. Coi như chất điểm. 3. Tương tác hút và đẩy với các phân tử khác. Các phân tử khí lý tưởng có tính chất nào? Thì theo định nghĩa của khí lý tưởng, hồi nãy cô đã ôm cho em rồi, thì chỉ có là 1 và 2, có nghĩa là chuyển động không ngừng và coi như chất điểm. Đáp án là câu A. Câu 3. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? Câu A. Khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra, làm căng bóng. Câu B. Rung nóng khí trong xi lanh, khí nở ra, đẩy bít tông chuyển động. Câu C. Rung nóng khí trong một bình đậy kính. Câu D.
khí trong một căn phòng khi nhiệt độ tăng. Vậy thì muốn trả lời cho câu hỏi này, đầu tiên mấy em phải nhớ đẳng quá trình là gì? Đẳng quá trình có nghĩa là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí mà một trong ba thông số trạng thái sẽ không thay đổi. Thì ở bốn đáp án này, chúng ta thấy đáp án ở đây là đáp án đúng sẽ là đáp án C. Lý do, thường ở trong một bình đậy kín thì thể tích không thay đổi. Câu 4. Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Shapler? Câu A. B. Tỷ lệ thuận với T lớn. Câu B. B. Tỷ lệ thuận với T nhỏ. Câu C. B1 chia T1 bằng B2 chia T2. Câu D. B1 nhân T2 bằng B2 nhân T1. Thì như cô nói, trong chương này chúng ta chỉ sử dụng nhiệt độ tuyệt đối, ký hiệu là T lớn, đơn vị là Kelvin. Vậy thì ở câu A, áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối là câu đúng. Câu C, đây chính là nội dung của định luật Shapler. Câu D, chỉ cần mấy em nhân phân phối hai vế ở câu C lên thì chúng ta sẽ được câu D. Vậy thì biểu thức không phù hợp với định luật Shapler chính là câu B. T nhỏ là ký hiệu của nhiệt độ Celsius, đơn vị là độ C. Câu 5. Một bình hình cầu dung tích 20 lít chứa khí oxy ở nhiệt độ 20 độ C và áp suất là 100 atm. Thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn là câu A. 27.300 lít. Câu B. 1.86 lít. Câu C. 1.863.5 lít. Câu D. 16.83 lít. Thì đề câu này đã cho gì rồi? Dung tích 20 lít là cho thể tích, chứa khí oxy ở nhiệt độ 20 độ C là cho T nhỏ, áp suất là 100 atm là B nhỏ. Đề yêu cầu mình tính thể tích ở điều kiện chuẩn. Vậy thì các em thấy là cả ba thông số trạng thái của khí này đều thay đổi, nghĩa là các em phải áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng để giải. Vậy thì quan trọng là điều kiện chuẩn là điều kiện như thế nào? Điều kiện chuẩn là điều kiện áp suất lúc này là 1 atm, tương ứng với 760 mm thủy ngân và nhiệt độ là 0 độ C. Vậy thì sau khi chúng ta đọc đề, chúng ta tóm tắt được đề như sau. V1 bằng 20 lít, B1 bằng 100 atm, T nhỏ 1 bằng 20 độ C. Đề cho độ C, chúng ta phải đổi về K, nên suy ra T lớn 1 bằng 20 cộng 273 bằng 293K. B2 bằng 1 atm, T nhỏ 2 bằng 0 độ C. Đề cho độ C, chúng ta phải đổi về độ K, nên suy ra T lớn 2 bằng 0 cộng 273 bằng 273K. B2 và T2 là áp suất và nhiệt độ ở điều kiện chuẩn. Đề yêu cầu tính V2. Sau đó chúng ta nhìn lại một lượt, các thông số trạng thái đã giống đơn vị nhau chưa? Ví dụ B1 là atm, thì B2 là atm. T1 là K, thì T2 là K. Vậy thì V1 là lít, thì V2 cũng phải đơn vị là lít. Chúng ta giải bài này như sau. Áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng. Ta có B1 nhân V1 chia T1 bằng B2 nhân V2 chia T2. Suy ra V2 sẽ bằng B1 nhân V1 chia T1 nhân cho T2 chia cho B2. Thế số vào, ta có 100 nhân 20 chia 293 nhân cho 273 chia 1 sẽ bằng 1.863.5 lít. Đáp án là đáp án C. Vậy thì ở đây cô khai triển cho mấy em tính thể tích, tính áp suất và tính nhiệt độ tuyệt đối. Khi chúng ta áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng, chúng ta biến đổi công thức như sau.
Phương trình nhận thấy ý tưởng là B1 nhân V1 chia T1 sẽ bằng B2 nhân V2 chia T2. Về nguyên tắc, muốn tính đại lượng nào, chúng ta giữ đại lượng đó lại. Chúng ta có công thức tính thể tích, công thức tính áp suất và công thức tính nhiệt độ. Các em có thể viết vào tập hoặc lưu ý ở đâu đó. Chúng ta tiếp tục đến với chương 6, cơ sở của nhiệt động lực học. Củng cố, chọn đúng, sai, tương tự bài tập ở trên. Bài tập này các em cũng xem câu nào đúng, câu nào sai sửa lại cho đúng. 1. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. 2. Trong quá trình truyền nhiệt có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nội năng. 3. Nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 4. Trong quá trình lẫn tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ làm giảm nội năng. Quá trình này là quá trình truyền nhiệt. 5. Theo cách phát biểu của Larius, nhiệt có thể tự truyền từ vật sang vật nóng hơn. 6. Theo cách phát biểu của Carnot, động cơ nhiệt không thể chuyển hóa được tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Các em suy nghĩ thử xem. Câu 1. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. Câu này là câu đúng. Câu 2. Trong quá trình truyền nhiệt có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nội năng. Câu này là câu sai. Vì trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. Nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Câu này là câu đúng. Câu 4. Trong quá trình lẫn tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ làm giảm nội năng. Quá trình này là quá trình truyền nhiệt. Câu này là câu sai. Vì trong quá trình lẫn tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ làm tăng nội năng. Còn vế sau là vế đúng. Câu 5. Theo cách phát biểu của Laudius, nhiệt có thể tự truyền từ vật sang vật nóng hơn. Câu này là câu sai. Vì theo cách phát biểu của Laudius, nhiệt không thể tự truyền từ vật sang vật nóng hơn. Câu 6. Theo cách phát biểu của Carnot, động cơ nhiệt không thể chuyển hóa được tất cả các nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Câu này là câu đúng. Bài tập trắc nghiệm thứ nhất. Nội năng của vật là: câu A, tổng động năng và thế năng của vật. Câu B, tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Câu C, tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công. Câu D, nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 2. Có mấy cách làm thay đổi nội năng của vật? Câu A, 4. Câu B, 3. Câu C, 1. Câu D, 2. Đáp án đúng là câu D. Có hai cách làm thay đổi nội năng của một vật. Đó là thực hiện công và truyền nhiệt. Câu số 3. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công? Câu A, nung nước bằng bếp. Câu B, một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm. Câu C, cọ sát hai vật vào nhau. Câu D, nén khí trong xi lanh. Vậy thì thực hiện công có nghĩa là khi chúng ta tác dụng lực vào một vật và làm cho vật đó chuyển động. Vậy thì ở câu B, câu C và câu D, vật đều chuyển động do lực tác dụng vào vật. Muốn nén khí ở trong xi lanh thì chúng ta phải kéo piston lên, xuống. Vậy thì chỉ còn đáp án A, đó là nung nước bằng bếp là không thực hiện công. Đây là quá trình truyền nhiệt. Câu 4. Người ta truyền cho khí trong xi lanh nhiệt lượng 100 joule.
khí nở ra, thực hiện công 70 joule, đẩy piston lên. Tính độ biến thi nội năng của khí. Câu A là 20 joule. Câu B là 30 joule. Câu C là 40 joule. Câu D là 50 joule. Vậy thì muốn làm được câu này thì các em phải nhớ lại như sau. Thứ nhất là nguyên lý 1 của nhiệt động lực học nói về độ biến thiên nội năng của vật sẽ bằng A cộng cho Q. Trong đó A là công, Q là nhiệt lượng. Thứ hai là quy ước về dấu của A và Q. Nếu như vật nhận nhiệt lượng thì Q lớn hơn không? Vật truyền nhiệt lượng thì Q nhỏ hơn không? Vật nhận công thì A lớn hơn không? Vật thực hiện công thì A nhỏ hơn không? Nghĩa là khi vật nhận thì mang giá trị dương, khi vật cho đi thì sẽ mang giá trị âm. Vậy chúng ta cùng nhìn lại bài này một lần nữa. Người ta truyền cho khí cho xi lanh. Vậy thì vật ở đây, hay nói khác, đối tượng chúng ta cần xét ở đây chính là chất khí. Vậy thì người ta truyền cho khí có nghĩa là khí sẽ đóng vai trò là nhận. Nhận ở đây là nhận nhiệt lượng 100 joule. Nên Q sẽ mang giá trị dương. Khí nở ra thực hiện công. Do chất khí thực hiện công 70 joule nên A sẽ mang giá trị âm. Chúng ta tóm tắt được đề như sau. Q là cộng 100 joule, A là bằng trừ 70 joule. Tính delta U. Vậy thì áp dụng nguyên lý 1 của nhiệt động lực học, chúng ta sẽ có delta U sẽ bằng A cộng Q. Trong đó A bằng trừ 70, Q bằng 100. Thì đáp án là 30 joule. Đáp án đúng là đáp án B. Chúng ta kết thúc chương trình củng cố ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em thành công.